chiến tranh đã phá hủy hơn 50% cơ sở vật chất của ngành công nghiệp địa phương. Chỉ sau 3 ngày Trung ương Đảng ra lời kêu gọi, ngành than Quảng Ninh đã bắt đầu hoạt động trở lại. Máy móc ở nơi sơ tán được chuyển về lắp đặt và đi vào sản xuất, rút ngắn thời gian phục hồi sản xuất từ 6 tháng xuống còn 3 tháng. Trong quá trình khôi phục đã xuất hiện nhiều đơn vị có thành tích cao như tổ máy khoan vỉa 14 mỏ Hà Tu đạt 152% kế hoạch, tổ máy Ikagi công trình tả ngạn mỏ Cọc 6 đạt 118% kế hoạch, tổ lò cái 1 mỏ Thống Nhất đạt 152% kế hoạch. Ông Nguyễn Đức Ứng năm xưa là công nhân tổ máy Ikagi số 3 mỏ Cọc 6 còn nhớ mãi những khí thế lao động sản xuất hăng say của thợ mỏ nhằm đẩy mạnh khôi phục kinh tế. Sau khi mà Mỹ nó ngừng bắn phá ở miền Bắc ấy, thì nói chung là các tổ, các ngành, các đơn vị đều được củng cố là chặt chẽ, đưa lên nâng cao cái khí thế thi đua sản xuất. Cho nên là nói chung là về sản xuất là đảm bảo được khối lượng sản xuất theo yêu cầu. Cùng với ngành than, các ngành kinh tế khác cũng tập trung khôi phục sản xuất. Ngành giao thông vận tải phục hồi, sửa chữa, làm mới đường giao thông, bến cảng. Ngành cơ khí tăng cường đóng mới phương tiện phục vụ giao thông vận tải và nghề cá. Ngành khai thác lâm sản, thủy sản, trồng trọt chăn nuôi, thủ công nghiệp cũng nhanh chóng hoạt động trở lại. Riêng đánh bắt thủy sản, một ngành kinh tế có thế mạnh của tỉnh, sản lượng đánh bắt năm sau luôn cao hơn năm trước. Năm 1974, toàn tỉnh có 22 hợp tác xã hoàn thành vượt mức kế hoạch bán cá nghĩa vụ cho nhà nước để cung cấp cho miền Nam. Lúc nào cũng làm là còn vì miền Nam ruột thịt. Đấy, cho nên là còn làm cố gắng đẩy cái đời sống của mình lên rồi còn để đóng góp vào cho chiến trường miền Nam. Thì nói chung là bà con vẫn cứ giữ được khí thế. Bên cạnh khôi phục phát triển kinh tế, Quảng Ninh cũng xác định phải ra sức chi viện cho tiền tuyến miền Nam. Với tinh thần tất cả vì miền Nam ruột thịt, từ năm 1973 đến năm 1975, năm nào công tác tuyển quân của Quảng Ninh cũng đạt và vượt chỉ tiêu đề ra và là một trong hai tỉnh hoàn thành xuất sắc việc tuyển quân, chi viện cho chiến trường, được quân khu và chính phủ tuyên dương. Tinh thần của anh em chúng ta thì phải nói rằng lúc bây giờ là đã cả hàng chục năm chiến đấu như thế rồi nhưng đến giờ phút ấy cũng sẵn sàng hy sinh cho sự nghiệp giải phóng và tất cả là cho chiến đấu và chiến thắng. Mà lúc bây giờ là gần như cầm chắc tới đến 70-80% là mình giải phóng được miền Nam. Cho nên tinh thần lúc bây giờ thì lúc bây giờ khó tả lắm, không thể nào tả được. Nhờ những quyết sách đúng đắn kịp thời được đưa ra tại Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 3 năm 1974, cùng những đóng góp to lớn về sức người, sức của Quảng Ninh, đã cổ vũ mạnh mẽ tinh thần chiến đấu của quân dân miền Nam, góp sức cùng cả nước đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước ngày 30 tháng 4 năm 1975.